Anh hai ơi, trời ơi, bệnh mặt bệnh thảo quá, chắc tôi khỏi đâu anh hai ơi. Dạ, thì một công là nó phải như vậy mà. Anh hai mấy chú thấy đồ nghề của nó không? Nhưng mà thấy là nó vẽ rồng rắn gì tùm lum hết trơn á. Chắc chắn là nó vẽ cái bản đồ xe lá mình rồi. Mấy chú thấy nó đo đạc, nó ngắm nghía từng tấc đất của nông thôn mình thấy không? Đúng rồi. Bây giờ bằng mọi cách phải tịch thu cái bản vẽ của nó. Dạ, đi, đi, đi. Nó làm gì? Bộ nhà nó hả? Làm gì có, đây là nhà của Khánh Vĩnh, đại gia Sài Gòn. Căn nhà này xây xong, không ai ở. Thằng này nó tính dở trò gì đấy ta? Rõ mồn một vậy rồi. Nó làm cướp ăn trộm chứ còn gì nữa? Không có được. Khánh Vĩnh khi lên Sài Gòn, giao trách nhiệm tôi trông coi cái nhà này. Tôi không thể nào làm ngơ, để cho đạo tặc hoành hành được. Không thể nào để cho đạo tặc nó hoành hành ở xe bóng lá mình được. Phải bắt nó cho bằng được. Thôi này ơi, mình làm như vậy mình thấy có tào lông với lao hoa này. Lỡ như nó có vũ... Cái gì? Vũ nữ hả? Không phải, vũ khí. Dù sao, đây cũng là làng xóm của mình. Mình phải tương trợ chứ. Mấy chú nhát quá, đi về đi. Hả? Về đi. À, nói tôi nhát. Tại vì anh nghe ta nói sao? Đạo tặc mà không ăn cặp vật thì nó lấy cái con. Con gì? Con cá sặc gì nó ăn con. Trời quốc. Nó không có chứng cứ. Mình phải tìm cho ra chứng cứ. Rõ ràng là nó vô nhà người ta kìa. Mình phải ngăn chặn bắt nó chứ. Không ngăn chặn còn gì mặt mũi anh em mình nữa. Thôi được rồi, bắt thì bắt. Tôi đâu có sợ thằng nào. Tôi ít từ xưa tới giờ không bao giờ sợ thằng đạo tặc nào hết. Mấy chú thấy không? Nó vô nãy giờ mà nó đâu cần khóa cửa đâu. Quá đúng. Nó phải chừa đường để thoát thân chứ. Sanh ba rành danh ba. Ý chú vậy là sao? Tôi thấy mặt anh gian lắm. Chú như vậy thôi nha. Chú đừng có nói là tôi... Ê, anh à. Thôi thôi thôi, tôi lại hai cha. Đi định ăn trộm, ở đó cãi lộn nữa. Xung phong. Trời ơi, chơi xô ta. Nhà rộng mênh mông, không biết trộm nó nằm chỗ nào. Bây giờ mình chia ra làm ba mũi. Rồi, chú đi ngõ này. Đi đâu vậy? Tính trốn hả? Đâu có, anh nói cứ người mũi, chú đi mũi này. Không được. Tư ếch vô mũi này. Ba đợi vô đây. Tao mũi đó. Dạ. Phải cẩn thận. Cứ người dễ mạo đi. Sao ơi? Ăn trộm nè. Anh hai. Ủa? Anh hai đâu rồi? Hồi nãy đi chung với mình mà. Anh hai đâu? Rồi. Chắc là anh hai bị ăn trộm, bắt cóc rồi. Vậy chứ, bây giờ phải quay lại. Đi. Chị, giải cứu anh hai. Không được. Sao vậy? Bọn chúng rất đông, quân ta rất mỏng. Mình quay lại chỉ nộp mạng cho tụi nó thôi. Không lẽ để anh hai chết hả? Bây giờ phải làm sao? Bây giờ tụi kia ghét vậy. Nó nói lẹ đi. Mình đi xin cứu viện gấp. Trời ơi, giờ này còn dở cái giọng hồng công ra. Đi xin cứu viện đi chú làm sao? Mình đã có chứng cứ rõ ràng rồi. Bây giờ mình đi lên xã báo cáo với xã để xã bắt tụi nó. Vậy thì nói đại là đi báo với chính quyền địa phương đi. Bày đặt là đi xin cứu viện. Bày đặt quá đi. Đi nhờ. Đi. Ăn trộm nè. Dạ. Ông kia. Tôi có đánh trúng ông đâu mà ông làm gì ai da hoài vậy? Ủa vậy chứ tao nghe mày đập cái gì anh nạch nạch đó. Trời đất ơi. Ê,
Tao hỏi mày nè, mày là ăn trộm từ đâu tới đây? Ông mới là ăn trộm á? Tự nhiên ông đột nhập vô nhà tôi, bây giờ còn đổi thừa tôi là ăn trộm nữa. Ông chờ đó đi, bây giờ tôi sẽ kêu công an lại hốt ông. Trời ơi là trời, tức thiệt chứ. Không ngờ con xấu nhú đi cứu nhầm cái thằng kẻ cướp này. Hôm đó ông để cho nó lọt xong nó chết trâu cho rồi. Ủa, ông nói gì vậy? Ông nói nhú nào? Xấu nhú con gái tao trai. Nó cứu lộn nhầm cái thằng ăn cướp rồi. Dạ, vậy chú là nói vậy chú là bác Hai Lúa đó hả? Chớ ai. Tự nhiên bác Hai vô nhà con bịt mặt, con tưởng đâu là ăn trộm không à. Mà bác Hai bịt mặt vô nhà con làm gì vậy? Bác Hai, qua đây ngồi đi bác Hai. Để bác ăn trộm cho làm gì? Ăn trộm nào bác Hai? Là mày đó chứ ai nữa. Trời ơi, sao lại là con? Chứ như không, mày đột nhập vô nhà cho Chính Vĩnh mình làm gì mày nói tao nghe coi. Dạ, tại Khánh Vĩnh là ba con mà. Trời. Ủa, nói vậy mày con Khánh Vĩnh hả? Dạ đúng rồi bác Hai. Tại ba con bận việc cho nên kêu con về đây coi nhà coi cửa trước. Sao chịu nói sớm? Dạ, tại con đâu kịp nói gì đâu. Thôi bác Hai, con xin lỗi bác Hai nha. Bác Hai có sao không? Thiệt tình là con không biết bác Hai, với lại tự nhiên thấy ba bốn người vô nhà con bịt mặt như vậy, con tưởng đâu là ăn trộm cho nên con mới... Mới sao? Mày mới giận tụi tao trận te tua như cái nụ vẽ lao xe nè, thấy không? Dạ, để con coi. Anh Hai, có sao quá vậy này? Anh Hai, trời ơi, anh Hai có sao vậy? Thằng này nè, mày ơi. Đúng rồi, anh Hai bập dập luôn rồi. Tụi mày đừng có kêu tao bằng anh nữa. Chạy bỏ cổ lấy người, bỏ nên tao đây để nó dập tao te tua, mày thấy không? Em xin lỗi anh Hai. Anh Hai có sao? Nè, thằng này là thầy phong thủy yểm bùa nè. Trời ơi, hiểu lầm rồi, không phải vậy đâu chú. Cái việc này nè, tao nói tụi bay á là hiểu lầm rồi đó. Trời ơi, anh Hai bị nó bỏ bùa rồi. Rồi, thôi chết rồi, thằng này bùa cao lắm nè. Anh Hai bị yểm bùa rồi, nhắm mắt bịt tai lại, không nghe nó nói gì hết. Để tôi nói cho nghe nè mấy cha ơi. Không có ăn trộm ăn cướp gì hết á. Thằng này là con trai của con trai Chính Vĩnh đó. Dạ. Chú Hai, chuyện này là sao vậy? Con nghe chú Ba với chú Tư nói á là chú bị ăn trộm bắt trói, rồi đánh một trận nhừ tử luôn. Có không chú Hai? Cái đó là có. Nhưng mà nó không có phải là ăn trộm. Ủa? Tao thấy hành tung của nó kỳ lạ quá, cho nên tao mới theo dõi. Thấy nó vô nhà này tưởng đâu là ăn trộm. Ai nhà nó là chủ nhà, con cháu Chính Vĩnh. Nó đè, nó trói tao lại, nó đánh tao te tua thì có. Trời ơi! Bởi vì mình mấy rêm hết trơn rồi nè. Dạ bác Hai, cho con xin lỗi mà. Lỗi phải gì? Đúng ra khi mà anh tới đây ở là anh phải lên trên xã trình diện đàng hoàng, phải đăng ký tạm trú tạm vắng cho tôi biết, thì đâu có xảy ra cớ sự này đâu. Dạ anh thông cảm, tại tôi không biết. Tôi xin lỗi anh. Không có thông cảm gì hết. Tôi làm việc ở đây á, nguyên tắc là nguyên tắc. Thông cảm sao được mà thông cảm. Nè, anh đánh chú Hai như vậy nè, nếu như mà chú Hai có chuyện gì á, anh phải chịu trách nhiệm. Thôi, tôi lại mấy cha xí xóa đi. Cái này á, lỗi là do tụi tao, chứ không phải nó đâu. Dạ, con cảm ơn bác Hai nhiều. Bác Hai, con trả cái nón cho bác Hai nè. Nhưng tao hỏi mày nè, mày ôm ba cái đồ nghề đó ra mày ruộng, rồi mày ngó giáo giác, mày vẽ rồng, vẽ rắn, mày vẽ gì gì? Mày vẽ cái gì? Mày yểm bùa phải không? Dạ không phải chú. Dạ không phải đâu. Con đi vẽ mấy bức tranh về đồng ruộng thôi à. Vẽ tranh hả? Dạ, tại con rảnh rỗi cho nên con đi vẽ mấy bức tranh cho nó vui. Trời ơi, bởi vậy tao nói rảnh rỗi xin nông nổi. Trời ơi, nó vẽ tranh mà tôi tưởng nó đi yểm bùa. Thôi không có chuyện gì thì mình đi về. Mệt mày quá. Vẽ mà làm hai như yểm bùa vậy. Làm ơn kè về cái coi đi, sao nổi quên, mà đi. Quên, xin lỗi hai. Quên. Không đi đâu có nổi. Thằng này nó ác ghê nha. Trời ơi, quýnh cái gì mà phần dưới bóng xin bự dữ vậy trời.
mai lúa. Ăn chè nghe. Phiền quá. Thôi, bà đi chỗ khác giùm tôi đi. Đừng làm phiền nữa. Nè, ăn chén chè nước cốt dừa, món ruột của ông đó. Trời ơi, đã nói đừng có làm phiền mà. Bà mà xuất hiện một cái là ba cái ý tưởng của tôi nó chạy trốn hết trơn á. Nè, chè ông thích, tôi nấu cho ông ăn mà còn chảnh. Trời ơi, người ta đang làm việc mà chè cái gì? Đó, tôi nói rồi nghe. Mai mốt kêu tôi nấu ông ăn, tôi cũng nấu, ông đừng trách đó nghe. Vô dùm tôi cái đi. Có khách kìa. Rồi, ai nữa vậy? Phiền nữa. Nửa chén nha. Nghe. Anh hai ơi, tao nói một muỗng cũng không ăn à. Làm vậy anh hai? Vô đi. Trời ơi anh hai ơi, tôi nói anh hai nghe, tôi có ý kiến này hay lắm. Ý kiến của tôi hết sảy luôn á. Có chuyện gì chú nói để đi. Mất thời gian, mất cảm hứng sáng tạo của người ta quá trời. Cái chuyện xây cầu của xẻo lá mình anh hai, tôi đã có cách đóng góp cái phần công sức lớn của tôi vào đó rồi. Chú bỏ tiền ra 100% hả? Vậy bà con khỏi quyên góp không? Cái gì mà lúc nào anh hai cũng tiền vậy anh hai? Có cách đóng góp khác lớn lao hơn tiền nhiều đó anh hai. Ủa cách nào tôi không biết vậy ta? Tôi đóng góp chất xám của tôi giá trị nhiều hơn tiền đó anh hai. Chất xám của chú hả? Để làm gì? Để xây cầu chứ làm gì anh hai? Giờ anh nghĩ coi, xây cầu trước hết phải có cái gì? Phải có tiền. Bởi vậy đầu óc của anh lúc nào cũng tiền không à. Bây giờ nè, để tôi nói anh nghe. Muốn xây cầu phải có bản vẽ cây cầu đó. Hiểu chưa? Làm sao? Thì tôi xin nhận lãnh trách nhiệm thiêng liêng cao cả đó. Tôi vẽ bản thiết kế. Có nghĩa là tôi làm kiến trúc sư trưởng của công trình. Thôi, quên đi chú Tư à. Ủa là sao anh hai? Cái vị trí kiến trúc sư trưởng đã có rồi. Ai? Ai có thể ngồi vào cái vị trí quan trọng đó ngoài tư ếch này anh hai? Đây, hay lúa cho ai? Là anh hả? Chứ ai nữa? Thấy gì không? Đây, bản thiết kế còn đang dang dở. Tôi đã thiết kế một cây cầu độc nhất vô nhị cho xẻo lá mình. Có lộn không anh hai? Anh hai biết cái gì mà đòi thiết kế cầu không biết nữa. Ê, đừng coi thường ngang. Hai lúa này tuy là nông dân, nhưng mà nông dân xịn ngang. Bảo đảm với chú, cầu xẻo lá sẽ là một cây cầu đẹp nhất, hiện đại nhất xứ. Không được, tôi mới là người thiết kế cầu. Cái vị trí kiến trúc sư trưởng phải là của tôi. Nếu anh muốn á, tôi sẽ cho anh làm kiến trúc sư phó. Không có cái chuyện đó đâu Tư Ếch à. Tôi mới là kiến trúc sư trưởng. Thôi, nói chuyện với mấy người không có hiểu chuyện á, tôi bực mình quá. Tôi đi về. Về đi, khỏi tiễn nha. Tào lao. Lục đục nữa rồi. Làm như không cãi nha, ăn cơm ngon sao vậy ta? Bà lẩm bẩm gì đó. Đem chè ra đây cho tôi ăn cho nó hạ quả cái coi. Ủa, không sợ ý tưởng chạy trốn hả ông? Tụi nó chạy hết sạch rồi còn đâu nữa. Bực mình. Ừ, vậy đi. Nét vẽ như đồng mai phượng múa à, dữ lắm nghe. Vẽ một cái coi à, cầu như vậy mới là vẽ chứ. Cầu của hai lúa làm sao mà bằng cầu rồng của mình được. Cầu rồng của mình mà phun lửa một cái là cháy hết trơn hết nổi.
Anh hai. Anh hai. Ủa, làm gì đứng thơ thẩn đây vậy? Bộ đang làm thơ hả anh hai? Làm thơ con khỉ chứ làm thơ. Ủa, em nghe người ta nói thơ thơ con cóc chứ làm gì có thơ con khỉ anh hai? Thơ cái gì mà thơ? Tôi đang nghiên cứu địa thế để bắt cây cầu cho xéo lá mình nè. Thôi khỏi, khỏi thiết kế gì trơn trọi. Đây nè, bản thiết kế em làm sẵn rồi. Anh hai coi thử đi. Đây. Hả? Gì vậy? Chú vẽ gì mà cũng đòi làm kiến trúc sư trưởng hả? Vẽ cái kiểu này hả? Tự chú làm mình đi, chứ không ai làm nổi đâu. Trời ơi anh hai, đây chỉ là bản phát thảo mà thôi. Tôi mà vô chi tiết nữa là anh theo không có kịp tôi đâu. Báo cáo cho anh biết. Thằng này nó nói là nó làm thiệt à? Không được, kiến trúc sư trưởng phải là mình chứ. Mình phải ra tay trước nó mới được. Nhớ bộ trọng y tế anh nha. Rồi, nè. Tới rồi, nè. Đến bà con ơi. Thôi từ từ thôi nha. Đó. Rồi, về đi. Nhớ đưa cho ba má nha. Nè, về đi, đi. Sao? Ôi, giấy chiếc gì mày ơi? Cái gì? Ê, chú. Đây. Chú. Bộ trọng y tế con nha. Bầu cho hai lúa hả? Làm kiến trúc sư trưởng. Ồ, vậy kiến trúc sư trưởng là làm cái cầu này hả? Thì đúng rồi, cái cầu này nè, mai mốt khỏi chạy chẹt nữa. Khỏi đứa ghe đi xuồng vậy hả, mai mốt mình có cầu mình chạy xe máy thẳng quá luôn. Dạ, con gửi hai thím. Anh. Dạ. Ôi chị. Dạ, con gửi nhớ chú bảy. Nhớ mình chọn cho tí em nghe. Nhớ mình chọn nha chú bảy. Chú. Dạ. Dạ, đây nè chú. Cái này ai làm vậy? Thì ông hai lúa này chứ ai. Dạ, hai tao luôn. Hai lúa làm cho tí con nha. Cầu làm sao có đơn giản. Chú tí. Chú đọc cái này đi rồi mình chọn cho tí con nghe. Bầu cái đầu của mày á. Thứ gì? Cha hay lúa chả chơi kiểu này sao mình chơi lại ta? Tí thì ngồi vậy mà hay nha. Cái xe cầu nữa hả? Chứ sao hay lúa mà. Có cầu mình đi qua mình khỏi đi đò. Có lý à. Khỏi lo, nó có cầu rồi. Bầu. Cái cầu á là đỡ tốt. Dạ, mấy thứ nó cứ nhớ một tiếng con nha. Dạ, có cầu đi thì cho khỏe. Dạ. Nhớ mình chọn cho tiếng con nha. Dạ. Dạ, nhớ bầu tiếng con nha, hai tiếp. Dạ. Có gì bầu cho ổng. Làm thì cũng được, có cầu đi là mừng. Bất mình thiệt. Cái thằng cha hai lúa này bữa nay chơi gác cơ mình ha, vậy mà còn nói là anh em sống chết có nhau. Bực mình thiệt. Má con nhái đâu rồi? Má con nhái ơi, trời ơi, cái gì mà ông kêu giống như trái nhà trái cửa vậy hả? Còn nhiều không? Còn. Đem ra đây. Còn ngoài ruộng á. Nhiều ngày ruộng thì rơm rạ ngoài ruộng á. Tôi hỏi rơm rạ làm gì bà? Vậy chứ ông hỏi gì? Tiền. Gì tự nhiên cái tiền? Có nhiều tiền đem hết đây. Trời đất ơi, khi công cái ông hỏi tiền làm gì vậy? Tôi làm chuyện lớn, có nhiều đem hết ra cho tôi đi. Không đưa. Bây giờ tôi hỏi bà nè, bà là vợ hay là má tôi vậy? Muốn là vợ hay là má gì cũng được hết á. Tôi mà không biết ông làm gì á, dứt khoát một cắt tôi cũng không đưa nữa. Trời ơi, má con nhái ơi, nghe tôi nói nè, tôi cần tiền để làm chuyện lớn thiệt mà. Vậy giờ ông nói cho tôi nghe coi coi có lọt lỗ tai không đã. Cái chuyện lớn đó mà bà nghe hả, giống như là sét đánh, bà không kịp bưng cái lỗ tai luôn đó. Thôi, đừng có hù tôi. Tôi nói hồi đó giờ ông chưa có làm cái chuyện gì mà tôi thấy tôi coi được á, toàn là ba láp ba xàm không à. Bà đừng có nói tôi như vậy nha, tôi tự ái à. Nè, để tôi kể cho bà nghe nè. Thì nói đi. Xích lại đây, tôi nói nhỏ bà nghe. Lại đây. Nói đi. Cái chuyện lớn đó là để lưu danh tên Tư Ếch này vào sử sách đó. Bà bị gì vậy? Hả? Nè, bà ơi. Trời ơi,
Đúng là thiệt. Nghe cái chuyện này giống như sét đánh không kịp bưng tay luôn. Mệt ông quá à. Tưởng chuyện gì toàn chuyện ba lát ba xàm nữa à. Tôi đã nói rồi, Tư Ết này sẽ mở một cuộc vận động bầu cử dưới chức vụ kiến trúc sư trưởng, quy mô hoành tráng. Từ lúc đó Trần Hài Lúa sẽ không thể qua mặt được Tư Ết này đâu. Bà phải rồi phải không á? Ông uống thuốc chưa? Tôi uống hồi sáng rồi. Ủa sao uống rồi chưa tỉnh? Tỉnh gì? Tôi uống thuốc cao máu mà. Thuốc khùng á. Mệt ông quá. Ông nghĩ ông lại gì mà ông đòi làm kiến trúc sư này kiến trúc sư nọ? Đã vậy còn lấy tiền làm ba cái chuyện trời ơi tầm xàm nó sáp không à? Thôi dẹp đi, không có bổ béo gì cái chất đó á. Bà không biết nhìn xa trông rộng gì hết trơn á trời à. Tư Ết này mà xây cầu thì cái cây cầu đó đó sẽ đặt tên là cầu Tư Ết, lưu danh trong thiên cổ cho bộ. Tôi biết rồi. Tôi còn biết nếu cái cầu Tư Ết của ông mà xây lên á, lúc đó không có một con người nào đi lên được hết, mà toàn là cốc nhái ở nương nó trèo lên không hà. Trời ơi, nghĩ sao vậy cha nội? Đòi xây cầu Tư Ết nữa. Nè, bây giờ ông muốn xây cầu lắm phải không? Mắt công á, nói vợ con cứ tạt nước lạnh vô mặt ông. Ông muốn xây cầu chứ gì? Thì ông ra đằng sau á, ông xây cái cầu cách ra ở nhà mình cho nó ngon lành đi rồi ông nói chuyện với tôi. Mệt. Bà nha, lúc này tôi thấy bà khi dễ tôi dữ lắm à. Thiệt tình, nói chuyện với đàn bà con gái giống như là đàn khải tay trâu vậy à. Không hiểu gì hết trơn. Bây giờ muốn làm chuyện lớn thì phải có tiền. Kiếm tiền đâu ra đi trời. Em đi lấy chồng về nơi xứ xa, đem ru điệu hát câu hò trên môi. Miền Tây xanh trắng mây trời. Hôm rày à, má khỏe lại chưa về mình? Thì má cũng cứ bệnh ỉ ê gì đó, bệnh của người già mà ông. Bệnh thì cũng không có gì, nhưng mà tôi thấy má cứ lủi thủi mình tội dễ sợ luôn á ông.